Mình Tấn Tạ đây mọi người ơi. Tấn Tạ xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tấn đăng bán một cặp bánh Shimano. Đời của cặp bánh này nghĩa là đời nó là RS101 nha mọi người. Shimano RS101. Rồi Tấn quay sơ cặp bánh này mọi người xem ha. Đây là một cái cặp bánh nhôm. Chiều cao của nó là 27 nha mọi người. Để Tấn lấy cái cây thước nha. Rồi mọi người xem ha. Chiều cao của bánh này nó là 27. Mọi người xem ha. Đây đó, mọi người. Nó là 29. Nhưng mà tại vì Tấn đo xéo như vậy thì trừ hao nó cao 27 thôi mọi người. Chiều cao vành nhôm này là 27. Rồi đặc biệt của dòng Shimano thì mọi người biết nó không phải xài bạc đạn mà xài con bi. Cho dù tớ đời Shimano thắng đĩa luôn thì nó vẫn là xài con bi chứ không có xài bạc đạn nha mọi người. Shimano thì mệnh danh là nồi đồng cối đá, nghĩa là nó rất là bền, thích hợp cho mọi người đi phượt tập thể dục. Bánh này thì bao bền luôn nha mọi người. Rồi bây giờ cái Tấn đang quay là cái bánh trước nha mọi người. Bánh trước thì về cái con bi của nó là chớn nhẹ, không có sượng nha mọi người. Rồi Tấn quay cái má vành nhôm bánh trước cho mọi người coi ha. Nó còn khá ok nha mọi người. Vành nhôm nó còn khá ok. Vành nhôm bánh trước nghĩa là không có lõm nhiều quá, mà nó cũng không có chạy xước gì hết. Rồi dòng RS này là dòng phổ thông của hàng Shimano mọi người ha. Rồi Tấn quay mặt bên kia của bánh trước mọi người. Rồi đây là mặt bên kia của bánh trước mọi người ha. Cũng còn khá đẹp nha mọi người. Rồi mặt bên đây của bánh trước dòng RS 010. Rồi cầm zin theo bánh luôn nha mọi người. Cầm Shimano zin theo bánh luôn, nghĩa là cầm này là không có rỉ sét, cầm 7 màu á mọi người. Rồi bây giờ Tấn quay qua tới cái bánh sau mọi người ha. Cái này là Shimano RS101 này nó xài cối 11 nha mọi người. Cối kêu cũng thanh, không có rơ lắc gì hết nha mọi người. Và nó bạc đạn mọi người thấy im mượt, chớn, nó không có sượng nha mọi người. Rồi bánh cặp bánh Shimano RS101 này thì vành nó là cao là 27mm nha mọi người. Tấn đang quay cho mọi người coi cái má vành nhôm của cặp bánh sau. Trên vành thì nó có vài cái vết xước nhỏ nhỏ vậy thôi, chứ còn mặt nhôm thì còn khá đẹp nha mọi người ha. Mọi người xem ha, xem kỹ giúp Tấn ha. Đó. Cặp bánh này nếu mọi người mà đi phượt tập thể dục thì rất ok, mà giá thì nó tương đối rẻ nha mọi người. Nó chạy rất ok. Con bi thì mình dễ bảo dưỡng và chạy nó rất là bền. Rồi đây là mặt bên kia của bánh sau nha mọi người ha. Cặp bánh này tính ra là nó là nồi đồng cối đá luôn. Rồi đùm nó thì đây mọi người thấy trên ở đùm là đồng bộ như nhau Shimano 101. Rồi ti đầy đủ ha mọi người. Tặng luôn cặp vỏ bông cha gơ. Cặp vỏ này mọi người coi gai còn khá đẹp mọi người, trên đó, 85% á. Vỏ trước vỏ sau gì cũng còn đẹp hết nha mọi người. Nó không có nứt gì hết, vỏ không nứt gì hết, vỏ gai còn đẹp. Rồi một cặp bánh Shimano đồng bộ trước và sau. Chiều cao của cặp bánh nhôm Shimano này là xài vỏ ruột, cao là 27mm. Tặng luôn cặp vỏ bông chơ gơ. Rồi bán giá sale luôn nha mọi người, 3,5 triệu. 3,5 triệu cặp bánh này luôn, quá hời. Anh chị em nào thích cặp bánh nhôm này thì gọi cho Tấn 0908 228 222 nha. Cặp bánh nhôm Shimano chính hãng, đời là RS 010. Tặng luôn cặp vỏ ruột bông chơ gơ, cao là 27mm. Cặp bánh này rất là ok dành cho đi phượt hay là vợt tập thể dục, hay là chạy rất là nhẹ, rất là ok nha mọi người. Rồi Tấn cảm ơn mọi người xem video nha. Tấn hẹn mọi người ở video sau. Rồi xin chào tất cả mọi người.